Hello there. Remember, the one thing that I have told you many, many times is by studying these linking words and fillers and structures, you're gonna speak English a lot more naturally, a lot more professionally, like a native. That's why, everybody, please keep studying about two videos like this every single week. All right? Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Và như mình đã nói các bạn nhiều lần đó nè, bằng cách học những cụm từ linking words, fillers và cấu trúc câu structure như thế này, rất là phổ biến thế này, thì các bạn sẽ nói tiếng Anh tự nhiên hơn nhiều, chuyên nghiệp hơn nhiều như một người bản xứ. Vậy hãy tiếp tục học khoảng 2 video như thế này mỗi tuần các bạn nhé. Alright. And in today's video, you're gonna learn this one. Fantastic, right? Fantastic. Fantastic, right? Fantastic. All right. What does it mean? It's a fantastic way for me to do something. Đó là một cách tuyệt vời để cho em làm gì đó, right? Em yêu đọc sách. Em nghĩ rằng đọc sách là một cách tuyệt vời để giúp cho em học những điều mới mẻ, right? Em yêu chạy bộ. Em nghĩ rằng chạy bộ là một cách tuyệt vời để giúp cho em có được thân hình đẹp và mạnh khỏe. Anyway, so it's a fantastic way for me to do something. Alright. Nhưng mà các bạn có thể dùng từ fantastic, các bạn có thể thay từ fantastic bằng những từ tương tự như là wonderful, amazing, fabulous, blah blah, right? Tuyệt vời ha, fantastic, tuyệt vời. Alright. The first one, the first example, tôi thường chạy bộ vào buổi sáng. Đó là một cách tuyệt vời để cho tôi bắt đầu một ngày tuyệt vời. Alright. I usually go running in the morning. It's a fantastic way for me to start a wonderful day. Right? Các bạn nói âm vào ha. It's a, right? It's a fantastic way for me to start a wonderful day. Right? I usually go running in the morning. It's a fantastic way for me to start a wonderful day. Right? Number two. Một điều mà đã giúp cho tôi rất nhiều để nói tiếng Anh lưu loát như ngày hôm nay, đó là làm ra rất nhiều video tiếng Anh. Nói thật với bạn, tôi nghĩ rằng đó cũng là một cách tuyệt vời để cho tôi luyện tập cái khả năng thuyết trình trước đám đông, right? Có một điều mà đã giúp tôi rất nhiều để nói tiếng Anh rất lưu loát như ngày hôm nay, đó là việc quay rất nhiều video tiếng Anh. Nói thật với bạn, tôi nghĩ rằng đó cũng là một cách tuyệt vời để giúp cho tôi luyện tập khả năng thuyết trình trước đám đông, right? Alright. The one thing that has helped me a lot to speak very fluent English like now is making English videos. To be honest, I guess it's also a fantastic way for me to practice public speaking, right? The one thing that has helped me a lot to speak very fluent English like now is making a lot of English videos. To be honest, I guess it's also a fantastic way for me to practice public speaking. All right. Number three, chồng em và em đi đến một nơi khác nhau vào mỗi năm bởi vì đó là một cách tuyệt vời để cho chúng em học những điều mới mẻ về văn hóa và ngôn ngữ. Right? My husband and I go to a different place every year because it's a fantastic way for us to learn new things about cultures and languages, right? My husband and I go to a different place every year because it's a fantastic way for us to learn new things about cultures and languages. So we say it's a fantastic way for someone to do something when we want to talk about the benefits, the advantages of something, right? Chúng ta dùng cụm từ này các bạn khi chúng ta muốn nói về cái lợi ích hoặc là những cái tiện lợi
của một vấn đề gì đó. Để mình bonus cho bạn thêm một vài ví dụ khác ha. I love my job a lot because I can, you know, talk to people, communicate with people in my work. I guess it's a fantastic way for me to earn money, right? Tôi rất là yêu công việc của tôi, tôi có cơ hội để nói chuyện với nhiều người, giao tiếp với nhiều người, và tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để giúp tôi kiếm tiền, right? I love reading books. I guess it's a fantastic way for me to learn new things and grow more, right? Tôi yêu việc đọc sách. Tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để cho tôi học những điều mới mẻ và để tôi trưởng thành hơn, right? I love traveling. To be honest, I guess it's a fantastic way for me to learn and grow more and open more to the world. Tôi yêu việc đi du lịch. Tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để tôi học hỏi và trưởng thành và mở lòng ra với thế giới, mở đầu mình, mở mang đầu óc ra với thế giới, right? It's a fantastic way for me to open more to the world. Mở lòng, mở mang đầu óc ra thế giới, right? I love swimming. To be honest, swimming is a fantastic way for me to relax, to have fun, and to stay healthy. Tôi rất là thích bơi. Tôi nghĩ rằng bơi là một cách tuyệt vời để cho tôi có nhiều niềm vui và thư giãn, và đặc biệt là giúp cho tôi mạnh khỏe. Right. It's a fantastic way for me to do something. That's it for today. See you next time. Bye for now.